Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Chở 6 tấn vàng lậu, Trinh nhận chiếc xe đã lạnh, cảnh bốt kiểm soát biên giới. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Minh Phụng, sinh năm 1981, quê Bình Định, Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1985, ở Tây Ninh và 22 bị can khác về tội buôn lậu. Theo khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, báo An ninh Thủ đô thông tin. Liên quan vụ án, cơ quan tố tụng xác định trong thời gian các bị can buôn lậu thường xuyên có một người Việt và một người Campuchia giao nhận xe máy chở đá lạnh cho nhau vào giờ cố định hàng ngày từ 4 giờ 30 đến 5 giờ hoặc 17 giờ đến 18 giờ tại Paris cửa khẩu Chàng Riệt. 6 tấn vàng lậu trên những chiếc xe đá lạnh qua bốt kiểm soát biên giới quả là chiêu thức tài tình, ma mảnh của những kẻ buôn lậu. Theo cáo trạng, nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng theo Nghị định 24/2012. Do vậy, các bị can trong vụ không được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, các bị can trong vụ nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên từ đầu năm 2022 đã lập ra hai đường dây buôn lậu tổng cộng 6.150 kg qua biên giới. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và thậm chí còn lên máy bay ra Hà Nội. Đường dây buôn lậu vàng thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, bị can từng làm việc tại các cửa hàng vàng nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim loại quý nên đã tổ chức phân công những người khác thực hiện buôn lậu. Phụng tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước với giá vận chuyển là 170 USD trên thỏi vàng. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới để chuyển hàng. Người trực tiếp chuyển vàng là bị can Nguyễn Thị Ngọc Dầu, sinh năm 1980, ở Tây Ninh. Cô ta cho người của mình nhận vàng tại Phnom Penh, chở đến cửa khẩu Chàng Riệt, Tây Ninh để vào ngăn bí mật của chiếc xe ba gác, chất đá lạnh lên trên, ngụy trang rồi phóng qua biên giới. Vàng sau đó được tập kết tại xưởng đá lạnh của Dầu tại huyện Tân Biên, Tây Ninh, trước khi chị nhỏ giao người của bị can Phụng. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 3 tháng 8 2022 đến khi bị phát hiện ngày 28 tháng 9 2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830 kg vàng thỏi với tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Qua đây, 17 bị can trong đường dây hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, đường dây buôn lậu vàng thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng, em ruột bị can Ngọc Dầu, cầm đầu. Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000 USD trên 1 kg vàng 4 số 9, rồi mang lậu về Việt Nam bán với giá cao hơn 300 USD trên ký. Việc vận chuyển vàng cũng bằng xe ba gác chất đá lạnh lên trên như đường dây thứ nhất thực hiện. Viện Kiểm sát cáo buộc từ 16 tháng 7 2022 đến 28 tháng 9 2022, đường dây của Phượng buôn lậu trót lọt 1.320 kg vàng trị giá hơn 1.817 tỷ đồng. Trở lại với việc có xe máy chở đá lạnh trao đổi cho nhau vào giờ cố định hàng ngày từ 4 giờ 30 đến 5 giờ hoặc 17 giờ đến 18 giờ giữa một người Việt Nam và người Campuchia tại Paris cửa khẩu Chàng Riệt. Theo nhận định thì 6 tấn vàng lậu có trên những chiếc xe đá lạnh và khung thời gian này thuộc trách nhiệm trực kiểm soát chính cán bộ đồn biên phòng Chàng Riệt. Những cán bộ này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan công an đã chuyển hồ sơ cho Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Hành vi buôn lậu vàng qua biên giới của các bị can cũng không bị Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Sa Mát phát hiện. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ truy cứu hình sự cán bộ hải quan liên quan. Tài liệu tố tụng còn thể hiện, bị can trong vụ án này cùng tiếp viên Vietnam Airlines có mang vàng nguyên khối từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội. Cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện vật phẩm kim loại hình khối nhưng không báo cáo, xử lý. Theo cơ quan tố tụng, đây không phải là vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay nên không có căn cứ xử lý các cá nhân liên quan. Đường dây buôn lậu vàng và những thủ đoạn xóa dấu vết. Có một đối tượng được cơ quan công an xác định là Đặng Thị Thanh Hằng, là chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Để che giấu nguồn gốc vàng nhập lậu, Hằng yêu cầu Nguyễn Minh Phụng,
phải xóa hết chữ nước ngoài trên thỏi vàng trước khi giao cho nhân viên của bà ta. Việc giao nhận không có ký nhận gì. Tiếp đó, bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng chỉ đạo Nguyễn Duy Đức, nhân viên tiệm vàng Phúc Hằng, chỉ nhận vàng khi xóa chữ nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Là một mắt xích quan trọng trong việc đưa vàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trước cơ quan chức năng, bị can Nguyễn Duy Đức thừa nhận hành vi vi phạm như cáo buộc. Người này nói việc giao nhận vàng được anh ta ghi chép đầy đủ và báo cáo cho Hằng mỗi ngày. Đồng thời, Đức khai mình được bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng trả tiền lương 10 triệu đồng trên tháng. Tiếp tục với chiêu thức che giấu hành vi phạm tội của mình, sau khi thỏa thuận mua vàng từ Phụng, Hằng giao cho Đặng Nam Trung, em ruột, hoặc thông qua một số nhân viên hàng không của Vietnam Airlines gửi tiền mua vàng vào thành phố Hồ Chí Minh cho Đức để thực hiện việc mua vàng nhập lậu. Hồ sơ vụ án thể hiện từ ngày 3 tháng 8, 2022 đến 28 tháng 9, 2022, bà Hằng đã mua của Phụng 293 kg vàng lậu với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng. Số vàng này, tiệm vàng Phúc Hằng bán cho tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh 50 kg trị giá 72,6 tỷ đồng. Số còn lại, người phụ nữ này chỉ đạo đồng phạm chuyển ra Hà Nội tiêu thụ. Ngày 26 tháng 9, 2022, Hằng đã xuất cảnh nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, nhà chức trách đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau. Là em ruột của bà Hằng, bị can Trung thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giao tiền, nhận vàng theo sự phân công của chị gái. Khi làm thủ tục máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhân viên. Khi mang vàng ra Hà Nội, anh ta nhờ làm thủ tục lên máy bay trước. Trường hợp không trực tiếp mang vàng ra được sẽ gửi tiếp viên Vietnam Airlines mang ra Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, bị can Đặng Nam Trung không thừa nhận hành vi phạm tội, song anh ta thừa nhận toàn bộ diễn biến, thời gian thực hiện hành vi như kết luận điều tra. Người đàn ông này khai số hành lý mình mang từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bên trong là những tấm đồng dùng làm đồ tang lễ. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ thu thập được, nhà chức trách xác định Trung đã có hành vi buôn lậu. Trước khi đường dây này bị cơ quan chức năng phát hiện, thì vụ án buôn lậu vàng của Mười Tường cũng từng rất thu hút dư luận. Con đường buôn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Năm 2020, người dân An Giang lần đầu biết tới vụ buôn vàng lên đến hàng chục ký. Đó là vào trưa 30 tháng 10, 2020. Công an khi tuần tra khu vực thuộc phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, phát hiện chiếc tắc rán chạy từ hướng Campuchia về chở theo 51 ký vàng 4 số 9. Qua truy xét, thêm 36 ký vàng hơn 1,27 triệu USD trên 1,7 tỷ đồng và nhiều chứng cứ liên quan hành vi giao dịch tiền vàng qua biên giới của các tiệm vàng kinh doanh vàng bị phát hiện. Công an xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, điều hành đường dây này. Đầu tháng 5 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ Huỳnh Thị Nguyên vận chuyển trái phép 5 ký vàng miếng và hơn 1 triệu riel tiền Campuchia từ Campuchia về Việt Nam. Cũng trong năm đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên kiểm tra, phát hiện một ô tô tải cất giấu hơn 2,8 ký vàng trang sức các loại. Tại cửa khẩu Vĩnh Sương, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 2,2 ký vàng trang sức trên một chiếc xe máy. Theo một điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, các đối tượng buôn lậu tiền, vàng đều có những thủ đoạn riêng và rất tinh vi. Trong vụ bắt giữ gần 51 ký vàng, lực lượng chức năng xác định nhiều chủ tiệm vàng ở An Giang, thành phố Hồ Chí Minh cùng những đối tượng buôn vàng ở Campuchia đã thông qua đường dây của Mười Tường để vận chuyển tiền vàng qua lại dễ dàng. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Mười Tường điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng về Việt Nam. Để việc vận chuyển qua lại biên giới trót lọt, Mười Tường thuê và phân công đàn em làm những nhiệm vụ khác nhau. Một nhóm phụ trách liên hệ trực tiếp với các chủ tiệm vàng để nhận USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Nhóm khác kiểm đếm USD rồi cùng đồng phạm vận chuyển ngoại tệ này sang Campuchia, nhận vàng đưa về nhà của Tường để giao lại cho các tiệm vàng. Một nhóm khác được phân công cảnh giới đường đi,
những mắt xích trên liên hệ chặt chẽ và hoạt động tinh vi cho đến khi bị bắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.